thì tôi tin rằng và tự tin có thể là mình kiếm thêm được cái nguồn thu nhập mới dành cho bản thân. Xin chào bạn nhé, mình là Hoài, đến từ tỉnh Bắc Cạn. Mình đang tham gia lớp học TikTok của thầy giáo Tạ Công Bằng. Trước khi mà đến với lớp học thì mình cũng chưa có học một cái lớp nào về TikTok cả. Trước khi đến với lớp học thì mình có rất là nhiều những cái trăn trở, như là cái việc mà mình có thể hoàn toàn tạo thêm một cái nguồn thụ động thứ hai, thứ ba cho mình không khi dựa trên cái nền tảng của TikTok. Tuy nhiên rằng là sau khi được học xong, mình đã hoàn toàn là bị khuất phục bởi thứ nhất là cái việc xu hướng kinh doanh hiện nay như các bạn biết là hoàn toàn dựa trên cơ sở của kỹ thuật số, của thế giới số. Cái việc mà chúng ta tự nâng cao bản thân thông qua những cái việc học lớp nghiệp vụ như này, tôi cho rằng là đối với cái trung tâm đào tạo của Tích Meta do thầy Tạ Công Bằng làm giáo viên coi như là một cái học nghề lần thứ hai. Tôi tin rằng là sau khi nhận được những kiến thức của thầy giáo Tạ Công Bằng cũng như là những cái thông điệp cần truyền tải từ công ty Tích Meta thì tôi tin rằng và tự tin có thể là mình kiếm thêm được cái nguồn thu nhập mới dành cho bản thân. Xin cảm ơn.